Lời đầu tiên, Minh Hoàng gửi lời chào trân trọng đến quý vị và các bạn thân mến. Dạ, Minh Hoàng chào anh. Tôi xin chào chú Minh Hoàng. Dạ, anh chào quý vị khán giả cộng đồng mạng nha anh. Đầu tiên thì cũng quý vị khán giả rồi cộng đồng mạng và trong nước và ngoài nước và chúc sức khỏe hết toàn thể quý vị trong một ngày mới an lành vui vẻ. Dạ. Rồi anh cho mọi người biết anh tên gì nè, bao nhiêu tuổi anh? Tên thật là Quỳnh Nhân Quán, sinh năm 1966. Quỳnh Văn Quán ha anh? Quán ha Hoán? Quán cà phê á. À, quán cà phê. Rồi Quỳnh Văn Quán sinh năm 1966. Là năm nay anh Quán 58 tuổi ha. Dạ đúng rồi. Anh Quán đến từ đâu nè? Tôi đến từ Kiên Giang. Anh đến từ Kiên Giang. Rồi anh Quán nè, đây là cái thủ tục của chương trình. Bây giờ anh Quán nè, anh có cho phép Minh Hoàng sử dụng hình ảnh của anh đăng lên mạng xã hội không? Dạ được Minh Hoàng ơi. Rồi, mọi khiếu nại sau này của gia đình cũng như bản thân anh Quán yêu cầu Minh Hoàng tháo gỡ bỏ video là không được ha. Dạ đúng rồi. Anh Quán phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước lời nói của mình nha. Dạ. Rồi, hiện nay tình trạng hôn nhân gia đình anh Quán như thế nào anh? Tình trạng hôn nhân thì đã ly dị cũng năm nay 7-8 năm rồi. Ly dị 7-8 năm nay rồi ha. Anh chị được mấy mặt con? Một đứa con gái nè, Có một người con gái thôi. Lớn rồi, được hai đứa gái, hai đứa gái chắc lớn hết rồi anh ha. đứa lớn năm nay cũng 35-36 tuổi gì nè, Đứa nhỏ nhỏ thì cũng tầm 32-33 gì, cũng lớn hết rồi ha, chắc có gia đình hết rồi anh Quán ha. dạ không tu sĩ. Ồ, đi tu luôn hả? Dạ. À, hai 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 cô gái đi tu luôn. Dạ, nó đi tu năm nay nó cũng cũng hơn hơn 10 năm rồi. Quá tốt. Như theo anh nghĩ như vậy là cái phước hay là sao? Đó là cũng cái nhân duyên nó tới thì nó đi nó mới được mới được thôi chứ cũng không phải dễ tu. Đúng rồi, đó cũng là cái phước của anh đó. Anh với chị chia tay lúc đó là hai người con của anh đi tu chưa? Đó thì đi rồi nó đi trước rồi. Đi hai người đi tu trước rồi anh với chị mới chia tay ha. Dạ đúng rồi. Rồi hiện nay anh Quán nè, anh đang ở nhà của anh hay là nhà của ai? Ở trong nhà mình thì giờ đang ở Bình Dương thì làm coi như người tự do mà. Rồi nhà này anh đang ở là nhà của ai? Nhà của thì ở nhà đang ở đây thì cũng như mình làm cho nhà này ở đây nè. Làm cho chủ rồi ở đây luôn ha. À đúng rồi. Ở quê mình có anh còn nhà không anh Quán? Ở dưới quê á không. Rồi về đây nhà cửa để mình đi để vợ con cho vợ nó ở chứ mình không có động tới. Khi chia tay rồi anh để lại cho vợ luôn ha. Dạ đúng rồi. 7 năm nay rồi anh Quán không có, anh đi làm anh không có quen được cô gái nào khác bên ngoài sao anh? Thì nó cũng có rồi nó mình gặp nó thì tin là cũng tin người rồi cũng chấp nối nhau để trong sự sống đi tới rồi cuối cùng thì họ gạt mình lo nha đất đai mua làm được rồi mua đất mua nhà này kia đàng hoàng rồi rồi họ giờ họ vẫn mặt họ mà họ đi họ họ túm hết rồi
Rồi, nói chung là cái quá khứ rồi nhắc lại thì nói chung nó cũng rất là cái nó cũng là cái nỗi đau, nhưng mà thôi thì mình cũng nghĩ là thôi chắc cái số phận nó vậy rồi, nếu mà mình đóng cửa thì nó sẽ đâm ra cái những cái không hay, có thể nó đi vào vòng lao lý rồi chỗ đó thôi, rồi của đi thay người, mình nghĩ vậy thôi rồi bỏ qua rồi lo đi làm để rồi cũng như mình té dưới hố thì mình tự bươn lên rồi tự đứng dậy để rồi mình làm lại, còn người thì còn của, chứ mình cũng không hoang mang quá để rồi bi đát để rồi chán nản. Lâu chưa anh Quán? Thì nó thiệt ra cũng mới năm mới 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 mấy tháng nay, ở khoảng 6 tháng nay thì Có thể là chị cái chị anh quen biết sau này đó là cũng đến ở với nhau, rồi anh tạo ra đất cát nhà cửa rồi bây giờ lại bị trắng tay nữa hả? đúng rồi, coi như nó dẫn, nó có người khác rồi nó dẫn về nó ra mặt rồi nó, hồi đó thì đất đai nhà cửa rồi đó, lúc đó tôi đi làm ở Bình Dương nè, thì gửi tiền về cho nó đầy đủ hết rồi cho nó làm đi, rồi là sau này nó mới chạy bay, nó đi theo tôi, nó lên đây đi làm trên này, nó làm trên này rồi được thời gian rồi nó bắt đầu nó lên chương trình TikTok á, rồi nó quen, rồi nó quen rồi bắt đầu nó nói điện thoại qua lại chơi, rồi từ từ rồi bắt đầu nó lâu ngày thì mưa mưa lâu thì thấm đất mà, rồi từ chỗ đó rồi tôi là khuyên can riết không được rồi cãi vã rồi được, cuối cùng rồi nó trốn, nó đi theo người ta luôn. Rồi cái phần mà đất cát thì sao? Vẫn còn mà. Còn mà nó đứng tên thì giờ mình đâu làm gì được nó. Ồ, sao lúc đó anh sắm ra mà anh để cho chị đó đứng tên hả? Bởi vì đất thì đất của cậu nó, rồi nó mua rồi nó nói cậu cháu nhau để từ từ rồi làm, rồi giờ thì giờ chắc là cũng cậu nó cũng phải bên theo bên nó thôi. Nhưng mà tiền thì của anh bỏ ra đúng Đúng rồi. không? Anh cũng đổ vỡ một lần rồi mà anh không có rút kinh nghiệm hả? Mình là trước đây thì mình cũng là trong cái dòng, nói chung là mình là cũng là cái dòng coi như là trong cái việc làm từ thiện, rồi cũng kêu bằng lo làm cái phúc thiện của xã hội, rồi mình nghĩ là người ta thiệt để rồi cùng sống với mình thôi, chứ mình không nghĩ là nó gian dối, chứ hơn cả năm nay nữa mình sống với người ta cũng là khi mà mình chia tay với vợ, rồi mình sống với người ta là cũng 6 năm 7 năm rồi. Có nghĩa là Rồi mới vừa chia tay với vợ anh thôi thì anh đã đến với chị đó rồi đúng không? mình đi làm cũng như đi làm rồi mới gặp, đi lên Cần Thơ nè làm rồi mới gặp, rồi mới cổ cũng nó cổ là chồng cũng như là đánh đập rồi rượu chà rồi thôi nhau rồi, rồi lúc đó mình thấy vậy rồi mình cũng đơn đơn chiếc rồi đơn độc quá đi, rồi cũng lạnh lạnh thấy rồi thấy thấy vậy rồi thôi, rồi cổ cũng muốn là cùng là chung gia chung sức với mình để cùng lo cuộc sống, Rồi rồi sắp thấy vậy vô. à, rồi cũng hợp tình hợp lý rồi cũng cũng là sống chung với nhau rồi cũng được, đó là nói chung ra thì thời gian gần gũi nhau thì nó ít, nhưng mà sự tin tưởng thì mình cứ gửi tiền về cho họ làm nhà làm cửa thôi này kia, rồi mua đất thôi, rồi Nãy thời gian nãy anh Quán nói là anh cũng thường đi làm từ thiện đồ hả? đúng rồi, ngày trước thì tôi làm thì tôi thì theo bên tín đồ giáo Hòa Hảo làm các việc từ thiện, thì nói chung ra đó tôi cũng có sắm, mà gia đình cũng sắm cái chiếc xe là chạy là miễn phí chạy chạy cộng đồng á, Đúng chỗ rồi, ở mấy mấy cái đó là từ thiện ở bên Phật giáo Hòa Hảo thì cái đó phát huy đúng. Còn đúng rồi. anh đem cái vấn đề mà anh gửi tiền rồi anh xây nhà mua đất gì đó thì anh ví nó giống như cái từ thiện thì nó đâu có đúng đâu. Cái đó đâu phải là từ thiện. Không phải từ thiện mà mình nghĩ về cái chuyện nó bây giờ nó đã trái ngang, nó làm vậy rồi nghịch cảnh với mình rồi, nhưng mà nếu mà mình
vì một cái sự bộc phát mà nóng nảy không kiềm chế. Thật sự ra thì có thể là đi tới là về về tù tội lao lý, cho nên thôi cứ niệm Nam Mô Di Đà Phật, lấy cái danh hiệu của Đức Phật mà mình nhớ lại cái chữ từ bi rồi thôi mình buông bỏ đi. Giờ cái số số phận mình nó vậy rồi, mình dằn lại đi để rồi mình làm Rồi. lại, tìm lại cuộc đời mới đi. Chứ giờ mình cũng nếu mà nhớ tới thì nó càng uất hận rồi nó tức tối. Chứ thật sự ra là ở đây tôi đủ khả năng để tôi có thể tôi làm một cái chuyện tài trời, nhưng mà điều mình suy nghĩ là nó cũng không được lợi ích gì. Cuối cùng kẻ chết thì cũng người lao lý thôi, hoặc là không chừng là mình bị tử hình cũng chừng. Để xin phép với Minh Hoàng để mình lấy cái này cho coi. Bây giờ cả có gì luôn, cả sẽ coi mà xuống điện để mà sử dụng Thôi rồi. thôi Còn thôi. như tôi chỉ cần bắn cái này vô mặt nó thôi, thì bắn lâu bắn nhiều chút thôi thì hai mắt nó mù rồi không thấy đường đâu, phải không? Nhưng mà mình suy Thôi nghĩ cái thôi. đoạn này, cái đoạn này không có đưa lên được, cái đoạn này mình cắt, không có tốt. Để có để cho Minh Hoàng thấy nè. Thì Thì hiện giờ là anh lấy cái, coi như mình làm cái việc thiện để mình an ủi cái tâm của mình an ủi cái tinh thần của mình ha. đúng rồi, rồi cứ làm mình an ủi mình, tự an ủi mình rồi mình làm lại từ đầu. Chứ nếu mà nhớ tới thì nó uất hận rồi mất công rồi, nó đâm ra là dưới vào dòng lao lý. Rồi cái chị sau này là có làm giấy kết hôn không? Không, nó cứ mình đi làm ở trên này cũng vậy, thời gian rồi nó lên đây được rồi, nó cũng đâu có làm giấy kết hôn, nó lên nó theo được có năm gì đó rồi, nó theo người khác rồi. Hiện giờ nó ở đây Tân nè, rồi nó sống với kia đó rồi, ở đó giờ mình chỉ cần chạy xe ụt xuống chút xíu là mình có thể mình hành động được rồi, nhưng mà điều mình không 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 nghĩ tới nữa. Thôi cái gì tha thứ được thì cứ tha thứ thôi ha. Đúng rồi, mình tha thứ được người thì cứ bằng Rồi bây giờ anh Quán nè, anh không ngán sao mà anh phải lên chương trình anh kiếm tiếp vậy? thì nói chung ra mình nhìn thấy trên cái cuộc đời con người á, thì sanh lão bệnh tử, nhưng mà mình là cũng còn là tâm phàm chúng sanh, phải bệnh phải đau phải chết Đúng rồi. rồi. Trong thì khi người cũng có để rồi một người bạn để rồi mình cùng chăm sóc với nhau, để rồi lo lắng với nhau là trong cái bệnh đau. Chứ còn thật sự ra mà nói để quay đầu về với vợ với con cũ á, thì nói chung ra cũng được, nhưng mà điều mình có cái tự ái cao, không có không về năm nay nữa, là 8 năm không về sớm, Đây là bỏ đi luôn rồi ha. đi năm nay nó là 8 năm rồi không có về về Rồi hai người con của anh hiện giờ vẫn đi tu tốt không? quê. Rồi nó cũng điện rồi nó cũng khuyên rồi nó biểu thôi giờ về đi, rồi mẹ có mua cái nhà riêng để cho cha về thì thôi về đi ở đi. Rồi bà cũng tu, bà cũng là kêu bằng cư sĩ tại gia và cúng tại rồi, bả cũng tu thôi. Rồi bả cũng mua cái nhà, mới mua cái nhà đó thì cũng 250 triệu rồi, để dành đó cho tôi mà tôi không về đâu. Tôi nói thôi để nó này làm, mai mốt này có làm bằng thờ để nó thờ, chứ tôi không về, tôi không nhận đâu. Thôi thì chắc nó cũng có cái gì nó khó nói ở trong cái lòng của mình ha. Nhưng mà thôi cái chuyện quá khứ thì thôi bỏ qua. Anh Quán nè, bây giờ trở lại với chương trình đi. Anh cao bao nhiêu anh? Chiều cao 1m65, Cân nặng. cân nặng 60 kg. Chắc chắn là anh không có bia rượu rồi đúng không? Không, không uống, cũng uống vậy, biết uống nhưng mà ít ít lắm.
cà phê thuốc lá thì về có à. cà cà phê cũng có thuốc hút thì hút. Ừ. Rồi hiện nay anh làm cái công việc gì? Anh làm công việc gì trong cái ngôi nhà này? Thì ở đây thì mình chở cho cái cậu mà trai trong nhà này đi học vì đưa rước gì đó. Ồ. Ở nhà đây thì lo cơm nước đồ ăn. Anh chở bằng xe gắn máy hay là xe xe ô tô? Xe gắn máy. À, có nghĩa là anh phụ giúp việc nhà là đưa đưa học sinh đi học, rước về rồi cơm nước. Lương đỡ không anh? Lương thì tính ra tháng thì 10 triệu. Vậy là ngon á, lương tháng 10 triệu được ở miễn phí nữa hả? Mình thì ở đây rồi ăn ở đây luôn thì tháng 10 triệu. Chủ bao hết ha. Mà hỏi về nhà anh quán là chủ nam hay là nữ vậy? Cái chủ này người chủ là nam, ông này cũng không có vợ. Cũng là ông chủ ha. Ông cũng độc thân. Tôi tưởng đâu anh nói bà chủ là nghe là thấy hấp dẫn rồi đó, thấy khỏi cần đi kiếm. Công việc nó có cực lắm không anh Quán? Không, mình cái này cũng như làm giống như còn nó còn nhẹ nhẹ nhàng hơn rồi mình ở ở nhà mình đó. Chỉ ra đi chợ nấu cơm nước luôn. À, đi chợ về cơm nước nấu về có khi mình lên mình ăn một mình không chừng, rồi có khi thằng kia nhỏ nó về nó ăn, rồi có khi nó ăn bên chú nó, rồi ăn ở cô nó, rồi nấu nấu có khi nào cơm nấu có lon gạo ba người ăn không hết. Giặt giũ thì có máy móc rồi ha. Giặt giũ thì máy có cái tủ tủ máy đó thì nhỏ nó về nó bỏ vô nó bấm chứ mình cũng đâu biết đâu. Rồi mình làm vậy là tối ngày mình cứ ở trong nhà rồi đưa học sinh về lại trong nhà tối ngày vậy đó hả? À, ở nhà vậy này chừng nào tới giờ đi rước nó về rồi sáng thì đưa đi rồi tối bằng đêm nó đi học thêm thì mình đưa đi khoảng 6 giờ đưa đi tới 7 giờ rưỡi đi rước về. Anh Quán là anh có cái ưu khuyết điểm gì không? Về mặt ưu điểm tôi thì nói chung thì cũng rất là đa năng. Công việc tôi thì thiệt ra trước thì tôi cũng là một ông chủ rồi, trong cái nhạy bén thì vấn đề mà mưu sinh sự sống thì tôi làm bất không có việc là làm gì mà tôi không không làm được hết Rồi, còn á. yếu điểm. Còn cái yếu điểm thì có rất là nhẹ dạ tin người, rất tin người, Cái đó là hẳn nhiên rồi, giống như nãy kể đó ha. đúng rồi. Thấy cái chóp đầu anh cũng là một người đâu có khổ đâu, cũng là một ông chủ, hồi xưa cũng một ông chủ hả? Đúng rồi, hồi xưa cũng chỗ nào vật liệu xây dựng cũng rất là lớn chứ không phải nhỏ, bởi vì xe cuốc rồi có xe tải rồi nói chung nhà cũng có du lịch nữa. Mà sao đến nỗi bây giờ phải đi như thế này anh Quán? Anh Quán anh bị cận nhiều không? Thì lúc mà chia tay rồi thì nói chung ra thì cũng ôm một ít tài sản mình đi rồi làm mình làm mà nó không có được việc rồi là cũng như nói chung là nó có cái con số rồi nó cũng rủ rủ làm thầu số đó rồi hùng nhau làm ở thầu số làm rồi làm không không thành rồi là banh hết Tiêu hết luôn. rồi. Cũng Ừ. nhiều kê quá Banh ha, hết không xuống Cần Thơ, xuống Cần Thơ mới gặp cái cô đó. thời ha. Anh Quán nè, anh cận nhiều không? Tôi hả? Không, bỏ kiến ra. Rồi, bỏ kiến ra cho nó đẹp, đúng rồi. Rồi anh Quán là anh có thích văn nghệ, yêu âm nhạc gì không? Văn nghệ thì nói chung cũng thích lắm. Thích hát không? Ca cổ gì cũng cũng được hết. Rồi luôn cả mà nói về kinh, đọc kinh, tụng kinh hay đọc giảng thì cũng làm được luôn.
Cái gì cũng được luôn. Đúng rồi, tín đồ hòa hảo mà. Anh Cũng có thời gian ở Sa Đéc, tu Sa Đéc á, anh hát được không? hát được chứ. Anh thích hát nhạc gì nè? Nói chung người nhạc thì nó cũng nhiều bài lắm, nhạc như nhạc sến mình chịu tình hoặc tân cổ thì nó cũng có vòng 6 câu hoặc là xích đoạn cải lương này Thôi bây kia. giờ anh Quán nè, để cho cái cuộc trò chuyện giữa anh em mình nó thêm hấp dẫn mà nó vui á, anh gửi tặng quý vị khán giả một cái đoạn nhạc nào mà anh yêu thích được không? Thì trời mình hát cái hai bên có hai dãy trọ này kia, nó nghe cái nửa Không, đêm đó mình mình hát chay mà anh, mình hát chay á, đâu có cần phải hát có nhạc đâu, mình hát chay mà. hát chay thì khi mình không thuộc bài mà ca có khi nó bị lo là lọt cái như lọt câu á, Hát đây bản gì em nhắc ra. cũng như thôi bài này đi, bài này người chắc cũng một đoạn nữa ha. Bài gì? Cái bài trở về cát bụi á, Rồi bài này cũng hay lắm, rồi hát rồi mày anh. trước khi hát thì cũng xin là kính chào quý khách khán giả. Thì trong tiếng ca thì có khi nó cũng thiếu câu thiếu lời, sự cũng quý vị cũng hỏi mà quý vị cùng lắng nghe với khúc hát là một đoạn trên là bài Các buổi cuộc đời. các buổi cuộc đời. Rồi mời anh. Sống trên đời này người giàu sang cũng như người nghèo khó, trời đã ban cho tôi cảm ơn trời, dù có thương đau mày kia một chết rồi giàu có cũng như nhau. Người ơi xin nhớ các bụi là ta mai này chóng qua. Coi như hay mình gần đêm mình ra bài này ca thì nó theo lúc lúc giọng thì đúng ra Đúng giọng thì rồi. nó như linh. Người nhớ cho ta là cát bụi, trở về cát bụi xin người nhớ cho. Người nhớ cho ta là cát bụi, trở Đúng về rồi. cát bụi xin người nhớ cho. Cái nhắn đi nhắn lại cái câu người nhớ cho ha. Thôi thôi thì cũng cảm ơn anh với lại trở về cát bụi. Rồi anh Quán nè, anh xem mảnh ghép yêu thương lâu chưa? Trong ra thì mình cũng chưa là cũng để coi thường xuyên thì cũng coi nhiều lắm rồi, cũng rất là nhiều các anh là để rồi đăng lên chương trình, nhưng mà mình cũng có lên mấy lần nhưng mà đều thấy biệt tâm với còn không không thấy kết quả. Ồ, anh cũng có lên mấy lần mấy chương trình rồi hả? Dạ có lên rồi Lên mấy chương trình không rồi? một lần tôi chạy vô bên cái đường từ lần rồi cái đường cũng cái đường cái gì ở Dĩ An ở Thủ Đức chạy qua bển, chạy qua bên cái gì chỗ bên gần Bình gần Bình Dương mình nữa nè, Nói hai lần bây giờ cụ thể là anh lên mấy chương trình rồi? cũng như 2 chương trình rồi. Chuyến này đó là lần thứ ba đúng không? Quên với một lần lên chỗ anh Quyền Linh nữa chứ hả? Có lên đó nữa, rồi bây giờ là lần này là lần thứ tư luôn hả? Lên anh Quyền Linh thì nói chung ban đầu thì câu nó con bấm cổ ở Củ Chi á, tới chừng mà xuống thì thưởng thức cái món ăn mà tôi làm tôi hậu đãi cho cổ đó, cổ ăn rồi cổ mới tâm sự nói chuyện với nhau, cái cổ mới nói hồi nãy á, em á là em không bấm bấm thì sợ bên đây anh không bấm,
rồi em bỡ ngỡ vậy cho nên em có bấm. Rồi bây giờ anh cho em xin số điện thoại đi, rồi đặng có gì mình liên liên lạc với nhau. Cái tôi nói không đâu, bây giờ hồi nãy cô không bấm là cô bí mật, cô đã bí mật tôi rồi, bây giờ cô xuống đây xin số thì cũng cho. Rồi là cô ăn được tô 2 cục giò heo giả cầy, cô ăn có 2 cục cái cổ ngừng luôn, cô nói cái cổ ngừng luôn. Rồi anh lên anh có kể lại y chang giống như lên trên kênh mảnh ghép yêu thương này không, Cũng như vậy đó, cũng gan kể y chang luôn là vậy hả? cái gì nói chung lên đó thì tôi nêu về cái nấu ăn, cái nấu ăn thì tôi là cái điểm mạnh, nấu ăn đặc sắc lắm nha. Hồi nãy em cũng hỏi anh mà, hỏi là cái ưu khuyết điểm của anh là gì, anh đâu có kể là anh nấu ăn đâu. Cái điểm mạnh tôi là nấu ăn là coi như, bởi vì các món mà mặn chay mình đã từng làm, nấu mình nấu giùm cho mấy cái gia đình nghèo đứa trước ta, cũng như đám cưới mất bướng thợ nấu, còn này hai chồng tôi đi nấu giùm. Rồi cái là điểm mạnh là như mấy cái môn thuốc mà như để điều trị cho người ta như bệnh phổi mà khối u rồi này kia đó ha, là coi như là tôi hướng dẫn cho rồi làm ăn cũng hết. Rồi với cái bệnh sỏi thận là hồi đó vợ chồng tôi làm mà đó, là cũng 1-2 giờ khuya thức dậy là làm bệnh, làm thuốc cho người ta tới sáng mới rồi, là cũng cỡ đôi, nói là đôi 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 ngàn người chăm ít. Bị khối u phổi mà cũng hết luôn. Đúng rồi, nói luôn đó. Hay vậy, bây giờ anh có thể tiết lộ chút xíu bí quyết thì cái cây gì không? Cây thuốc nam hay là gì sao? Nó cũng là bằng thuốc nam Anh có thể tiết chính lộ cho mọi người biết chút xíu là cái cây đó tên là cây gì để chế ra cái loại thuốc đó cái đó chế là ăn để rồi ăn với con vịt hay chứ không gì chứ, mà thì cái con vịt chim á, mặn chim gặt mình thì cái không? người bệnh á, thì theo người bệnh sức khỏe mình nhìn, nếu mà người bệnh còn khỏe nhiều thì mặn con vịt bự bự, còn mình người mà yếu thì mình cho con vịt nhỏ nhỏ thôi, dịch rồi mất cái bộ lòng ra hết đi, rồi đầu giò cánh cái kia mình cho cái người mạnh người ta ăn đi, rồi cái người bệnh ăn cái mình dịch thôi. Thì cái lá cá nó là chú Minh Hoàng biết cái lá thuốc cá Cái lá dắp cá đó đúng không? không, không thuốc cá cái loại mà để người ta đâm người ta đổ xuống dưới đìa người ta cho cá chết nổi lên Ồ, rồi mình ăn vô rồi bị có bị gì không? không, bởi Sao vì kỳ kỳ vậy? con cá nó chết đó là nó do nó bị cái lá thuốc cá đó nó có cái chất mủ là mù mắt, là cá nó mù mắt, nó không thấy đường lội, nó mới ngửa bụng ra mới chết. Dồn vô nấu nấu ăn hầm ăn được coi như 1 bún lá thuốc cá, rồi bằng sồn vô dịch rồi mình may lại rồi bỏ vô hầm, hầm chừng nào chín rồi đem ra ăn rồi nước uống luôn. Thì trong khi điều trị đó là ăn uống là nấu cái thuốc đó là không có được nêm nếm mặn ngọt chua cay, rồi mình có sử dụng nó là ăn rồi có khoảng cách 2 tiếng đồng hồ mình ăn những cái thức ăn khác. Thì nó tuy xa, có một một bà cụ là ở ngoài Đồng Nai nè, ở ngoài Trảng Bom đó. Là tôi bả là cũng bị phổi và cũng như là banh tành hết rồi đó, bác sĩ này rút oxy là chết á, rồi chuyện cho mượn bình oxy đem về chuyển về nhà, thì tôi chỉ là thôi giờ bả xây ra rồi làm chính rồi lấy máy sinh tố xây đổ cho bả, bả sống tới giờ. Hồi hồi trước Tết là bả bị, hồi cái lúc đó là cái lúc trước Noel luôn rồi, tôi chỉ cho rồi gia đình làm rồi bả ăn bả sống tới giờ nè, tôi mới điện hồi sáng này còn điện hỏi thăm nè, rồi rút oxy ra thở rồi bình thường sống rồi đó. Hay thế vậy luôn á hả? Mà Bắt sao đầu mới chứ có sao cái đó đâm xuống thì cá lại chết hết ráo luôn, rồi mình ăn vào nó có ảnh hưởng gì không? không, mình nó mù cái mủ nó văng vô mắt mình cũng mù nữa chứ đừng nói mà mắt cá Ồ ghê vậy. nó độc vậy thôi chứ nó không có là đòi kêu bằng độc hại, nó là độc độc cho độc ngoài da, nó làm mù mắt Cây thuốc văng vô cá mắt hả? nó đỡ trọng đó. Nào giờ Minh Hoàng cũng mới nghe chứ cũng không biết cây đó.
Cây đó là ở dưới miền Tây mới có. Trên này hiếm lắm, mà hôm đó cái cô đó cổ đi mua là hình như là cổ đi xuống, cổ nhờ người ta mua là ở dưới Cần Thơ về gửi xe lên. Cái đó ở bên Đông y hay là Tây y gì có xác nhận nó là cái loại thuốc gì không anh Quán? Cái đó thì bên đầu bên Đông y giờ nó cũng áp dụng cái đó để mà nó điều trị đó, cũng lên mạng này nó có lên rồi đó, thông tin rồi đó. Cây thuốc cá ha. Cá chứ không phải là cái cây rau nhấp cá mình. Cái cây đó anh học từ đâu, anh học từ thầy chỉ lại cho anh hay là sao? Cái này nó cũng là hồi trước là có một người ông anh thứ ba đó, ông làm bên lính cảnh sát hồi xưa đó, rồi ông cờ bạc, ông thức đêm biết, rồi ông lao lao hồi xưa là lao phổi đó, rồi ông chích thuốc biết, rồi ông chích là ép chích, rồi người biết ông nhất chịu ông nổi, rồi ông chốt bệnh viện, rồi xuống tới Cần Thơ, rồi ông nằm lấy thuốc rồi đem về, ông để chứ ông đâu có chích đâu. Rồi có đợt đó là ông ra máu hồng, ông ngồi phạt ra ra lần đó là cả nửa bô, rồi là đem xuống lại lần nữa xuống Cần Thơ lần cuối cùng, rồi cái gặp cái ông đó, ông chỉ cho ổng cho ảnh, rồi về cái bà già làm cho ảnh ăn vậy, cái ảnh hết bệnh là ảnh sống, ảnh mới chết. Nên năm nay nó là từ hồi ông bị phát bệnh hồi năm 80 89, rồi đúng là chết rồi đó, nhưng mà cuối cùng ăn được rồi ông sống lại, rồi tới chết cách đây cũng hai năm mà cũng không chết nhiều mà. nhiều nhiều người hết như vậy, giống như vậy không anh Quán? Đúng rồi, có, tại vì rồi tôi chia rồi tôi cũng dựa vô cái chỗ mà ông anh mình đã điều trị hiệu quả, rồi nó chỉ cho cái người dân tộc là ở cái huyện Cờ Đỏ mình đó. Lúc đó ở bên trường Cờ Đỏ thì tôi làm mía, thì có một ông đó ông bị ngồi bị lao, hồi xưa là gọi là lao lao phổi, ngồi cạp máu ra, thì chỉ cho ông rồi ông ăn hết, rồi cái ông xách hai ba con gà ông đem qua ông cho, tôi nói tôi đâu lấy đâu, tôi nói không không chỉ cho ông ăn hết hết rồi ông đi đào đất dùng, là hồi đó xưa đào đất len không à, Mà nó rồi một phải, ông đó mà cái lá đó nó phải ăn với loại dịch sim mới được á hả? à lá đó là cái gì chim ăn Ồ sao ngộ quá ha, sao có cái nhiều cái cách trị à, cũng hay nấu ha. nấu là không được nêm nếm nghe. À, có nghĩa là không nêm gì ha. Nó là cử là mặn ngọt vô cay đắng gì, cử không có nấu gì vô đó, chỉ có kiểu thuốc lá lá với dịch không à, rồi ăn ăn rồi ăn không hết thì để chiều ăn nữa, ăn ngủ nước thôi. Rồi thôi bỏ chuyện nó qua một bên đi. Hôm nay anh Quán nè, anh gọi tôi tới cho Minh Hoàng. Anh muốn Minh Hoàng giúp gì cho anh nè? Thì nói chung là mình giờ cũng đang đọc thì cũng buồn tình, thì bị gạt rồi, giờ nói chung là cũng nó sợ thì cũng cũng có sợ, nhưng mà bây giờ mình muốn tìm một người là chân thật thiền hiền lành, thật tình sống, để rồi cùng chăm lo với nhau trong cuộc sống, rồi là để rồi thì mai này có bệnh có đau cùng lo cho nhau. Nếu Rồi. mà người đó là đồng hoàn cảnh với tôi thì nó dễ hơn, ví dụ cô ta là ví dụ ở nhà trọ thì mình cũng nhà trọ với nhau đi, rồi thì làm được, rồi có tiền rồi về quê mình kiếm đất rẻ mình mua, rồi mình cũng sống được với nhau. Rồi, à, bây giờ anh muốn cái chị đó độ tuổi khoảng bao nhiêu? Rồi cái độ tuổi thì giờ mình tùy duyên đi, chứ giờ mình cũng không biết sao thôi trong mình bạn. Tùy duyên thì tùy duyên, nó cũng phải có cái độ tuổi của nó nhất định của nó chứ. Thí dụ bây giờ anh là 58 tuổi đúng không? Thì bây giờ cái độ tuổi anh muốn chọn nhỏ hơn hay là lớn hơn? Độ tuổi nhỏ hơn mình đi, nhỏ hơn là được rồi. Nhỏ hơn là Chứ được rồi ha. Bây giờ từ 50, từ 50 cho tới 58 rồi ha, được không? được rồi, từ 50 đến 58 được rồi. Nhưng mà anh cũng không cần giàu nghèo, chứ chỉ biết là biết thương yêu, lo lắng làm ăn là được ha. Đúng rồi, thì tôi nói mình nói thiệt ra, con người ta có quyết tâm, kiên nhẫn, kiên trì thì làm nha, thì nó được thôi, còn có cái sợ làm biếng thì không chịu làm thôi. Rồi. Chứ tôi thì tôi làm Không có nhà thì ở nhà trọ cũng được ha. đúng rồi,
Rồi Còn cái này à, trên thì à, để cho tôi xin phép tôi nói cùng với quý vị khán giả đang xem nó thiệt ra đó, thì kẻ thương thương thích đó thì họ nói khác, còn họ không thương thích thì họ nói khác, họ bình luận. Thì trên cái bình luận đó đó, tôi nói thiệt ra tôi nói có người thì nói đúng mà có người thì nói sai, rồi có người thì nói thêm nó bớt đủ thứ trong đó. Tôi nói nè, một câu nói tôi nói như vậy thôi, tôi xin nhắn nhủ với các bạn là hãy treo gương thiện mà soi lấy mình đi, mình đừng có soi người ta. Bây giờ cũng như á, tôi nói các cái luật sư hiện nay là đang bị lên án tiêu cực, thì tôi cũng khuyên rằng, tôi nói thiệt, ai đi á, đúng làm đường đúng đường phải thì có thằng đâu cho, người ta làm sai thì không bao lâu thì cũng phải đi xuống, cũng phải tiêu tan. Làm đường ngay thẳng thì có thằng đâu cho, mà còn làm những cái chuyện mà nó phi lý, những cái chuyện của người ta mình lấy làm của mình thì không được rồi, thấy không? Không bao giờ đồng của phi nghĩa không làm nên chuyện, thấy không? Rồi cái việc làm vậy, cái người ta làm sai thì người ta bị trời phạt, còn cái người ta làm được thì ai cũng trời ban, ta làm được cái phước thì trời ban người ta, còn ta làm mất phước thì trời lấy lại thôi. Chứ còn người đời với nhau, rủa người đàn người phàm với nhau là rủa người ta đi, thì người ta cũng không chết. Mà bình luận thí dụ như tôi đây, à tôi bình luận tôi cũng không chẳng chẳng ăn nhầm gì tôi, mà thật sự ra tôi nói thiệt ra mình làm gieo thêm một cái khẩu nghiệp cho tổn thương mà chính bản thân mình. Rồi không sao đâu. Cái chuyện đó là cái chuyện đã gọi là xã hội mà, thì nó phải muôn màu muôn vẻ không, chứ nếu mà ai cũng nghĩ như anh thì nó là Tây phương cực lạc rồi, chứ nó không phải là xã hội nữa ha. Thì hiện nay giống như anh Quán nói lúc đầu, mình sống ở cái xã hội này mà, thì xã hội thì nó phải như vậy thôi. Chung quy lại là hôm nay anh đưa ra cái tiêu chí cũng rất là đơn giản ha, miễn sao cô đó biết lo làm ăn, về sống chung với anh, rồi cùng nhau xây dựng từ từ cũng có Đúng rồi, ha. tin đấy, bền chí thì có ngày thông thả, mà mình không bền chí thì không có thôi. Rồi chương trình ghi nhận. Các chị từ 50 cho tới 58, nếu mà chị nào thấy thích hợp với cuộc sống của anh Quán thì hãy liên lạc với chương trình sẽ sắp xếp cho anh chị có cuộc gặp gỡ giao lưu với nhau. Còn bây giờ cũng cảm ơn anh Quán đã dành thời gian quý báu của mình để anh em mình có cái cuộc trò chuyện rất là thú vị ngày hôm nay. Cũng không quên cầu chúc cho anh Quán được nhiều sức khỏe ha, và sớm ngày tìm được cái nửa mảnh ghép thật sự yêu thương, lo lắng cho anh, cùng nhau đi hết cái quãng đời còn lại anh Quán ha. Thế khi dứt lời thì tôi cũng chân thành cảm ơn Minh Hoàng cũng nhiệt tình trong đêm khuya làm chương trình để tạo điều kiện cho tôi. Thì chẳng biết nói gì hơn, thì tôi cũng cầu nguyện với Hồng Ân Tam Bảo và chư Phật mười phương cũng gia hộ cho gia đạo của Minh Hoàng là được coi như là phát tâm Bồ đề, sức khỏe nhiều để rồi làm được cái việc hướng thiện, giúp lợi có những cái lợi ích cho là bà con. Những người là đơn thân cũng như tôi thì chỉ có bao nhiêu lời, rồi chúc cho gia đình của Minh Hoàng, thì sau đó cũng chúc toàn thể quý vị khán giả trong nước và ngoài nước là vạn sự lành, phát tâm Bồ đề cùng hướng thiện với nhau để rồi cùng là xây dựng trong cuộc sống của nhân loại. Thì tôi xin Rồi, hết à. rất cảm ơn những lời chúc tốt đẹp của anh Quán ha. Nếu quý vị thấy cuộc trò chuyện của anh em nó thú vị, xin quý vị hãy cho anh em chúng tôi một like, một chia sẻ và một đăng ký. Xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Để kết thúc video, Minh Hoàng cầu chúc quý vị và các bạn có một ngày thật nhiều sức khỏe, niềm vui và thành công trong cuộc sống. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chào anh Quán ha. À, xin chào Minh Hoàng.